Xin chào mọi người nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại tư vấn của mình là 0905-95-8889. Hôm nay thì xe máy Hoàng Anh có về được một chiếc Suzuki N150. Chiếc này thì là đăng ký năm 2013, biển kiểm soát của tỉnh Nam Định, 18G136274. Thì chiếc này đã chạy được hơn 3 vạn cây số rồi nhé. Đây, hiện tại là chạy 3 vạn rưỡi, 3.5620 cây số. Tất cả các chi tiết ở trên cái đồng hồ này là hoạt động đầy đủ hoàn hảo nhá, không có gì hỏng hóc hay là tất cả đang trong tình trạng rất là hoàn hảo. Để nói qua với chiếc xe này thì máy móc thì là xe thì vẫn còn zin, hơi zin và hoạt động êm ái, trơn tru. Sơn thì rất là đẹp và đang dán ni lông, có tem thì đã được đi bộ tem mới rất là đẹp rồi nhá. Đấy, tất cả là nguyên zin này. Các cái hình thức của xe thì đã đạt được 95%, rất là đẹp. Xe thì có lên được cái pha bi cầu này, rất sáng nhá, siêu sáng luôn. Cái khung chống đổ thì là một cái khung chống đổ siêu to khổng lồ luôn. Anh em đi là yên tâm về cái độ an toàn của xe. Xe đã được bên xe máy Hoàng Anh mình bảo dưỡng và thay dầu thay mỡ cũng như là vệ sinh lọc gió, tất cả vệ sinh tổng thể của xe rồi. Hiện tại thì đang trong tình trạng hoàn hảo và sẵn sàng cho anh em về là sử dụng, chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Những con xe Suen thì mình bên xe máy Hoàng Anh mà mua thì đều là những con xe rất là đẹp. Hình thức lẫn cả máy móc, chất lượng của xe là tuyệt đối là zin và tuyệt đối là rất là hoạt động nó hoàn hảo đấy. Tất cả mọi thứ đều đang tình trạng tốt nhất có thể cho anh em. Và như chiếc xe Suen này ấy, thì chủ xe cũng là một người cũng đứng tuổi. Bạn ấy sinh năm 81 hay 82 gì đấy. Thì sử dụng xe cũng rất là kỹ, thay dầu thay mỡ rồi bảo vận chìa vận hành xe rất là tốt. Cho nên là cái xe sử dụng tính đến bây giờ là 10 năm mà cái chất lượng xe rất là tốt, chạy mượt mà, êm ái, trơn tru. Tất cả các cái chi tiết nó còn độ zin, tất cả mọi thứ. Đây, như các bạn nhìn, kể cả những cái đôi gương nó còn zin như thế này, gương zin nữa, gương zin trong xe. Chìa khóa thì chia buồn là cả hai chìa khóa zin đều đã mất. Thì hiện tại là đánh một chiếc chìa khóa thường. Và anh em nào cẩn thận hơn thì về có thể đánh thêm một chìa khóa nữa nhé. Một cái hù tay lái mô tô mất thì là đưa cái tay lái phía gần người lái hơn, cho cái dáng ngồi nó thẳng đứng hơn nhé. Chi tiết của xe đây, tay lái này, cục đồng hồ công tơ mét cũng như là cái chạng ba, mọi chi tiết đang rất là đẹp. Đây, đấy, cổ phốt này, ống cổ phốt này, ống kim phuộc này và phế phần này. Đây, như các bạn nhìn nhá, chạng ba này, chạng ba này. Con này thì không có độ chế gì cả, xi nhan cũng xi nhan zin nhá, tất cả là xi nhan zin, chỉ có cái là được thêm cái bộ đèn bi cầu. Đấy, tay lái cũng tốt và cái chống đổ. Ngoài ra thì có bọc thêm cái bọc của cái thụt để chống chờ bụi nó bắt vào, nó sẽ làm hỏng phuộc nhanh. Thì đấy cũng là cái rất là cẩn thận của chủ xe. Còn phần phía dưới đây như các bạn nhìn này, lốp lam cái thứ đầy đủ chất, lốp lên lốp bạn to của Benzeler nhé. Cùn phanh này, đây cùn phanh đây các bạn cùng nhìn nhé. Lốp lam đầy đủ, chất lượng tuyệt hảo. Đây, ốc trục đây. Cái lốp Benzeler này cái bản nó to hơn một chút, cho nên là cái lốp nó bị cạ, hơi bị cạ vào cái ba ca trước này, cả cái gác đầu bu trước này. Nhưng mà xe máy của anh mình sẽ tặng cho một bạn nào mà mua cái xe này, nếu như các bạn thì muốn là mình sẽ tặng cho một chiếc lốp trước mới cứng 100% nhá. Là anh em là thích đi lốp này thì lựa đi, còn không thì mang cái lốp kia về có thể thay về lốp zin. Đấy, là mình tặng một lốp mới cứng 100% nhá. Đây, về phần sơn thì cực kỳ đẹp, đẹp không có điểm gì chê, vừa mới bóc ni lông ra xong cho nên là nước sơn thì tuyệt đối là zin và đẹp. Ni lông mình vừa mới bóc ngày hôm qua. Đây này, cho các bạn xem cùng bên tay trái luôn. Đấy, ni lông mình vừa mới bóc ngày hôm qua nhé, cho nên là rất đẹp. Thì phía dưới này là một cái vỏ cây, thế là vừa mới bóc ni lông, tất cả nói chung là cái phần sơn là vừa mới bóc ni lông, cho nên là tất cả sơn rất là đẹp và
xịn sò. Đây, cục máy đây nhá, cục máy là hơi zin, có chỉnh xúc tác phía trên rồi nhá, xúc tác là mở cái nắp trao này chỉnh xúc tác này. Đấy, còn phía dưới này thì tất cả các phần từ điện, bưởng điện, bưởng điếc cho đến bưởng côn là zin 100%. Đây, các con ốc treo máy các bạn cùng nhìn nhá. Đấy, ốc treo máy là zin 100% này. Đây, ốc của thân máy này. Đây, còn bưởng điện nhá. Riêng cái phần da máy này, nó là da máy, phần da máy zin và nó rất là đẹp như thế này. Đấy, những cái con ốc nó cũng đẹp, đẹp, nó còn vẫn còn bóng, nó sáng, rực rỡ luôn nhá. Riêng cái ốc là sáng, rực rỡ luôn. Phần phía dưới là để chân này, và các cái cụm để chân này, một cái để chân sau này, bám để chân sau và cái để chân đằng sau. Tem của cái bờ cốp, bình cốp này rất là ngon này. Ti phuộc của Suen thì không phải bàn rồi, ti phuộc sau của Suen thì nó là quá là đẳng cấp rồi. Có bình dầu cực kỳ êm ái, chân chu. Phía trên này thì cái yên bị mèo cào, rất hơi tiếc là cái mèo nó cào đây. Anh em nào về kỹ tính thì có thể bọc lại cũng được chứ không vấn đề gì nhá. Ba ga đằng sau này, kính con luôn nhá. Cái này là mới đấy chứ không phải sơn đâu nhá, mới đấy. Lốp đằng sau là ốc cây thông này, ốc trục đằng sau này. Tất cả cái phần nào mà cần thiết để bảo dưỡng và chỉnh sửa thì xe máy Hoa Anh mình đã làm tất cả rồi. Anh em không phải lo lắng gì cái vấn đề là phải chỉnh sửa cái gì hết. Xì nhàn zin theo xe. Lốp là vẫn còn dày bịch nhá, ta lông lốp dày bự luôn, không phải lo đến cái chuyện phải thay thế cái gì cả. Ở cái này thì cái ốp của cái bu thì nó hơi xước sát một tí ở dưới nhá. Đây, nó hơi xước sát như thế này, các bạn có thể nhìn thấy nhá. Đấy là mình không làm gì cả, cái lốp này làm nó ốp, xước ở ốp thôi. Để chắc là để nhà xe hoặc gì đó nó xước thôi, chứ còn là không thì làm sao cả. Ti phuộc đẹp này, zin đẹp này. Phần càng sau là rất rất là đẹp nhá, long lanh luôn nhá. Để chân để trước và càng để chân sau đấy này. Bộ tem này mình lên là rất là kỹ lưỡng nhá. Các bạn nhìn cùng nhìn. Đẹp. Nó có thêm cái màu đỏ hơi gạch cua một chút và một cái màu tím sẫm, cho nên là nó sẽ nổi trội lên cho với cả cái tem zin. Cái tem zin nó chỉ có hai màu thôi, là màu tím sẫm và màu đen thôi, thì nó sẽ không được đẹp bằng. Đây, cái bưởng điện bưởng côn các bạn cùng nhìn nhá, sáng bóng long lanh cảnh ngào luôn. Đấy, càng côn đấy, cục máy đây, các bạn có thể nhìn rõ cục máy luôn nhá. Đấy. Đấy, nhìn này. Thế thì bây giờ mình sẽ đi ra xa này cho anh em cùng nhìn tổng thể của xe. Suen để mà có những cái con đời 2013 mà nó còn đẹp như thế này thì rất là ít. Các bạn nhìn thấy cái số lượng Suen của mình bán ra nó không được nhiều lắm. Một năm khi chỉ bán được đến chục con Suen là kinh khủng lắm rồi. Chục con hơn chục con Suen là kinh khủng lắm rồi. Bởi vì là Suen thì sao, đã mười mấy năm rồi, cho nên là cái chất lượng để mà chọn lựa được những cái chiếc xe nó mới mà nó chất như thế này thì nó không phải là dễ. Thế cho nên là khi mà mua đầu vào nó cũng phải cẩn thận, mọi thứ đều phải cẩn thận chứ không thể nào mà ẩu được. Nó đẹp, nó chất thì mới mua, bởi vì đến tay người tiêu dùng thì đến khi nó phát sinh ra cái gì đấy thì mình sẽ rất là mất công bảo hành, cũng như là thậm chí là nhiều lúc còn có thể là gây ra những cái hiểu nhầm đối với cả khách hứa về chất lượng xe thì nó rất là dở. Đấy, nên là mình rất là cẩn thận trong cái khâu đầu vào cũng như là cái khâu bảo dưỡng trước khi giao xe đến tay người tiêu dùng. Anh em yên tâm trong chuyện đó nhé. Và chiếc Suen đăng ký 2013 này đang được xe máy Hoàng Anh mình bán ra với mức giá bán cực kỳ là nhẹ nhàng nhé. Cái mức giá bán của con này là 24,5 triệu nhé. Giá bán của con Suen này là 24,5 triệu chưa bao gồm chi phí sang tên và chi phí vận chuyển. Anh em lưu ý giúp mình nhé. Và các bạn nào ở trong khu vực Hà Nội hoặc các cái tỉnh lân cận thì có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội để xem trực tiếp với con xe Suen này. Đấy. Còn anh em nào mà ở xa thì có thể xem thật sự kỹ với cả cái video của mình, sau đó có thể alo đến cho mình số điện thoại tư vấn của mình là 0905 95 8889. Mình sẽ xin phép trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến con xe này nhé. Rồi sau đây thì mình cũng xin cảm ơn các bác đã và đang follow cái kênh của mình. Các bác đừng quên nhấn nút like cho xe và bấm nút chuông để có thể follow cái video mới nhất của xe máy Hoa nhé. Rồi thì bây giờ thì mình xin dừng video, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn ạ.